mới nhập lô hàng đầu khoang 2 mũi Full N là T121 hiệu KTK, xuất xứ Đài Loan, làm các phiên bản gắn collet khoang C12, C9 hoặc là C16. Thì cái này nó có thể lắp cho các máy khoang bàn KTK, máy khoang bàn Hồng Ký, máy khoang bàn tiếng Nhật, nói chung là tất cả các loại máy khoang bàn có cái trục chính là độ côn là MT2 hoặc là MT3 tùy thuộc vào cái trục chính của máy. Thì cái đầu này nó có thể sử dụng để mà khoang hoặc taro, chỉ cần khách hàng chỉ cần thay đổi cái collet kẹp mũi khoang hay là mũi taro thì có thể là sử dụng cái đó.